Xin chào mọi người. Trên tay mình đây là con Redmi 13C, chiếc điện thoại giá rẻ mới ra mắt của Xiaomi đang được rất nhiều người quan tâm. Đơn giản bởi vì nó đang quá rẻ ở cái mức giá mà không thể rẻ hơn như thế này. Thì em nó vẫn đang đáp ứng được tốt nhu cầu cơ bản của người dùng. Thế thì cụ thể là năm nay con Redmi 13C nó có những cái gì và những lưu ý gì khi mà em mua cái máy này thì nhớ xem hết video để mà làm rõ chi tiết kỹ về con máy này hơn nhé. Và chào mừng em đến với Pixbuy Channel. Trước tiên thì với cái mức giá là chỉ 2 triệu 8 cho một chiếc máy chính hãng thì không có một chiếc smartphone nào có thể đấu lại em nó trong cái tầm giá quá rẻ như thế này rồi. Mà đây là máy chính hãng nên nó sẽ có sẵn luôn tiếng Việt, ROM thì cũng là ROM quốc tế nên là nó sẽ không lo về cái chuyện là bị trễ thông báo. Thì đây cũng là một cái điểm yên tâm đầu tiên bởi vì là đối tượng sử dụng của Redmi 13C này sẽ là chủ yếu là người già và trẻ em, không dành lắm về công nghệ, cho nên là cái việc mà up ROM tiếng Việt như là các dân chuyên thì sẽ là một cái điều không thể rồi. Với lại thì chính hãng ấy thì bảo hành của Xiaomi toàn quốc nó cũng sẽ yên tâm hơn nữa. Rồi quay trở lại với em nó thì năm nay thì không chỉ là nâng cấp riêng về phần bên trong máy mà ngay cả là phần bên ngoài vỏ hộp ấy nó cũng đã có một sự thay đổi rất là lớn. Thay vì là cái kiểu in hình điện thoại ra bên ngoài ấy thì hộp năm nay đã in hẳn là cái dòng chữ là Redmi 13C to đùng ở mặt như thế này. Nhưng mà mình thích cái cách mà Xiaomi phối chữ trắng lên trên cái nền đỏ như này ấy, nhìn nó rất là đơn giản mà lại gây ấn tượng hơn so với cách là in vỏ hộp cũ như trước. Các phần xung quanh vỏ hộp ấy thì nó vẫn ghi các điểm đáng chú ý về thông số của máy và mình cũng sẽ đi theo từng phần như trên vỏ hộp in này để mà đánh giá kỹ về con Redmi 13C này. Thì đầu tiên đó chính là về cái màn hình 6.74 inch này với cái tần số quét là 90Hz rồi. Đây chắc chắn là một cái điểm mà Xiaomi tự hào nhất trên chiếc máy này bởi vì là họ không chỉ là in ở hông hộp mà còn in luôn ở cả trên mặt chính của vỏ hộp như thế này nữa. Đúng thế, năm nay thì Redmi đã có một cái tần số quét là 90Hz thay vì là 60Hz như năm ngoái. Và cái điểm này ấy, thì là mình thấy là cái điểm đáng giá nhất trên chiếc màn hình này rồi. Còn anh em nào mà nghĩ là tới cái việc là 90Hz này thì nó có gì to tát đâu á, thì đấy, cứ nhìn sang cái nhà táo kia, 2023 rồi, mua con 15 Plus tận 25 triệu vẫn phải dùng cái màn là 60Hz đấy. Còn với cái màn hình là 90Hz trên chiếc máy này ấy, thì không những là nó nâng cao cái trải nghiệm rất nhiều, đơn giản bởi vì là vốn dĩ cái sức mạnh của con chip ấy nó không quá tốt như là dòng của Apple để mà gánh lại một phần cái tần số quét cố hữu đó. Cái nữa là cái độ sáng màn hình của nó ấy thì năm nay được quảng cáo là 600 nit, thì cái trải nghiệm thực tế thì mình thấy là ngoài trời thì dùng đang tạm ổn, nhưng mà có một điểm là lúc mà nghiêng điện thoại chụp ảnh như thế này ấy, thì nó lại rất là khó nhìn hình ảnh bên trong mình chụp, thì đây cũng là một cái điểm trừ và một cái điểm đáng chú ý nho nhỏ với cái độ sáng thấp như thế này. Còn về khả năng hiển thị thì nó không khác là con Redmi 12C là mấy, với cái độ phân giải là HD Plus thôi thì hình ảnh ấy nó chắc chắn nó sẽ bị rỗ khá là rõ và chất lượng màu sắc thì cũng chỉ ở mức tương đối với cái tấm nền là IPS như thế này. Nhưng mà với những người dùng cơ bản ấy không quá khắt khe thì mình thấy như vậy cũng gọi là chấp nhận được rồi. Cái điểm tiếp theo mà ghi trên vỏ hộp này đó chính là camera AI 50MP và có hẳn là triple camera luôn, là chúng ta sẽ có tới là 3 camera với một camera chính là 50MP, camera macro là 2MP và một camera hỗ trợ là 0.08MP nữa. Theo mình thấy thì 3 camera này cũng chỉ gọi là quảng cáo cho có thôi, chứ thực tế thì 2 camera còn lại ấy, gần như là sẽ không có tác dụng lắm. Kể cả là có chụp thử bằng camera macro ấy thì nó cũng không khác gì là chụp thông thường cả. Và thực tế thì cái camera chính 50MP này cũng chỉ gọi là chống mù, tức là chất lượng hình ảnh cho ra ấy nó cũng chỉ ở mức trung bình kém mà thôi. Ánh sáng nó thu vào thì kém và cái phần màu sắc của nó cũng khá là nhợt nhạt, nhìn nó rất thiếu sức sống. Chi tiết ảnh thì nó cũng kém nữa. Nếu như mà nhìn thông thường như này ấy, thì có vẻ là ổn đấy và không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu mà zoom nhẹ lên thì sẽ thấy là cái chi tiết của nó sẽ bị mờ, bị bệt và không thể thấy rõ được chi tiết ở các cái vật thể, dù là khoảng cách chụp của nó cũng không quá là xa. Nói chung thì thật ra thì cũng không thể nào đòi hỏi quá nhiều một cái camera của một chiếc smartphone có mức giá rẻ như thế này được. Được một cái là camera trước này nó lại đang làm khá là ổn, thế nhưng mình thấy thì cũng khá là ổn đấy, bởi vì là cái chi tiết của nó mặc dù là thu không tốt lắm, cơ mà nhìn ra người của nó lại khá là mịn và đủ để mà anh em câu video, gọi FaceTime các thứ. Không phải gọi FaceTime, gọi video call thôi. Thực tế thì cũng chỉ cần mỗi cái này ở một chiếc camera trước thôi, chứ chụp ảnh tự sướng bằng máy này thì thật ra thì cũng ít người muốn lắm. Rồi thì bây giờ chuyển sang cái phần tiếp theo của cạnh không kia của máy, đó chính là cái phần mà Powerful Octa-Core Processor. Thì đây sẽ là nói về con chip của máy, đó chính là con Helio G85. Kiểu gì thì cũng có anh em thắc mắc là tại sao không ghi rõ luôn là Helio G85 đi cho dễ hiểu đúng không? Thì thật ra thì cái này nó cũng đơn giản thôi, bởi vì là cái con chip này đang rất là yếu chứ sao nữa. Họ ghi chung chung thế thôi, giống cái kiểu mà nhiều nhân viên bán hàng tư vấn ấy nói kiểu mờ là con chip này 8 nhân khỏe lắm anh ạ. Thực tế thì không cần biết là chip gì cả, cứ nói nó khỏe là được. Còn về hiệu năng thực tế của con G85 này mạnh yếu như thế nào ấy thì có quá nhiều bài đánh giá rồi, thì anh em có thể tham khảo thêm. Chỉ là khi mà mình thấy con chip này kết hợp với MIUI 14 thì cái trải nghiệm của nó không tệ lắm.
đánh giá là ở mức đủ dùng với các thao tác cơ bản, nhất là đối với các phụ huynh hay là người cao tuổi, vốn thao tác cũng không nhanh lắm rồi, cũng không cần quá mượt mà để làm gì cả. Và cái điểm mà mình ghi nhận sau khi mà trải nghiệm qua máy này đó chính là nó chạy rất là ổn định, mình gần như là không gặp phải hiện tượng giật lag gì cả, cho dù là thao tác là chuyển giao diện này hay là mở ứng dụng ấy thì nó cũng khá là nhanh, ao ra ao vào thoải mái. Còn hiệu năng mạnh tới đâu ấy thì con chip này anh em cứ yên tâm nhé, nó vẫn đủ để mà chơi các tựa game như là Liên Quân, Tốc Chiến hoàn toàn ok, chứ không chỉ đơn giản là để anh em chơi Pikachu hay là Candy Skirt gì đấy đâu. Và tới cái điểm cuối ở cái phần hung hộp này, đó chính là cái phần chữ ghi là Massive 5000mAh Battery. Cái này thì rõ ràng quá rồi, đó chính là cái dung lượng viên pin của máy 5000mAh. Thì thật ra cũng không có quá gì là ấn tượng cả. Nhưng mà cái điểm đặc biệt năm nay là Redmi 13C đã được nâng cấp lên là sạc nhanh là 18W, với cổng sạc của nó sẽ là Type-C, chứ không chỉ là sạc 10W và cái cổng sạc là Micro USB như là Redmi 12C nữa. Tất nhiên như thế này thì nó sẽ tiện hơn, nhưng mà vẫn sẽ có một điểm trừ chí mạng ấy, là cái cục sạc mà Xiaomi cung cấp nó sẽ chỉ là 10W mà thôi. Tức là nếu mà anh em muốn sạc nhanh là 18W ấy, thì anh em sẽ phải kiếm một cái cục sạc khác, phải mua một cục sạc khác đâu đó là 300-400 nghìn gì đó. Và cũng có một cái điểm trừ cái phần phụ kiện là ngoài cái củ sạc kia nữa là máy nó sẽ không có cái ốp lưng tặng kèm, dù là bằng silicone như là mọi máy khác. Thế nên thì anh em vẫn phải mua nếu mà muốn bảo vệ cái phần máy như thế này, cơ mà lên mua lại cái trong suốt nhá. Bởi vì là cái thiết kế của máy năm nay ấy, nó phải nói là nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Cái phần thiết kế này thì nó không ghi cái phần vỏ hộp, nên là mình cũng làm ở cuối cùng này. Mặc dù thì vẫn chỉ là làm hoàn thiện toàn bộ bằng nhựa thôi, nhưng mà cái việc mà hoàn thiện tốt tới từng chi tiết như thế này ấy, thì cũng như là làm nhám, cho nên là máy nó không chỉ là đẹp không thôi đâu, mà cái cảm giác cảm nóng của nó cũng cứ rất là tốt nữa, nó sẽ không bị bám mồ hôi. Nhất là cái phiên bản màu xanh blue như mình đang có ở đây, thì cái phần cụm camera này nhìn nó sẽ không bị lệch màu nhiều, nhìn nó khá là hay. Nó liền về giải màu mà vẫn nổi lên cái khối cụm camera với hai mắt camera to đùng như thế này. Tổng kết lại thì theo như mình thấy thì là chỉ 2 triệu 8 cho một chiếc smartphone đẹp như thế này, với là màn 90Hz, chip đủ dùng, pin trâu, thì Xiaomi đã làm quá tốt trên chiếc Redmi 13C rồi. Tất nhiên thì nó sẽ có một vài điểm trừ, như là cái củ sạc tặng kèm của nó hơi lệch nhìn một chút, hay là cái màn hình của nó chỉ là HD Plus mà thôi, cũng như là con chip hơi yếu như thế. Nhưng mà đánh giá khách quan cho nó ấy, thì nó vẫn là đáng mua. Đơn giản bởi vì là cái số tiền bỏ ra như thế nó đã đáp ứng đại đa số nhu cầu của các đối tượng như là học sinh, sinh viên hay là các bậc phụ huynh, người cao tuổi rồi. Anh em thấy sao về nó nhỉ? Thấy liệu là Xiaomi có cần nâng cấp gì thêm trên con Redmi 14C năm tới hay không? Thì comment ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn anh em đã nghe. Tạm biệt nha.